Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán thính giả thân quen của chương trình cũng như quý vị đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, chắc quý vị cũng đồng ý với lại Bảo Ngọc rằng là tất cả những cái mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta, nếu như mà nó được thuận lợi, nó được nhẹ nhàng, nó được như ý, chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều hạnh phúc. Như vậy thì ngược lại, nếu mà những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình nó có những cái trở ngại thì nó cũng đem lại cho mình rất là nhiều những cái áp lực. Như vậy thì làm sao để có thể cân bằng nè, hài hòa và tìm ra được một cái bí kíp để có thể áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày cho các mối quan hệ của mình được tốt đẹp, thì xin mời quý vị đến với Chuyển hóa thân tâm của chúng tôi ngày hôm nay và tiếp tục là sự hướng dẫn của Ni sư Minh Liên. Dạ thưa sư, tuần vừa rồi á, con có được nghe sư chia sẻ với quý khán giả xem đài rằng là trong tất cả những cái mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta, mình cho đi cái gì thì mình sẽ nhận lại cái đó, mình cho đi niềm vui, mình cũng sẽ nhận lại niềm vui, còn nếu mình cho đi nỗi buồn thì đương nhiên mình cũng không được hạnh phúc lắm. Nhưng mà con có một cái thắc mắc rằng là con thấy trong tụi con cái vấn đề nhu cầu nè, tâm lý nè, tình cảm nè, nó thay đổi liên tục. Nay thì mình thích cái này, ngày mai thì mình lại đổi ý, mình thích qua cái khác. Người này hôm nay đang làm cho con vui, có thể ngày mai vì một cái điều gì đó, bao nhiêu những cái vui, những cái suy nghĩ tốt đẹp của con cho đối tượng đó ngày hôm nay có thể thay đổi về ngày mai. Như vậy thì con thấy mình thay đổi nhiều quá. Điều gì sẽ là cái nền tảng vững chắc để mà mình xây dựng một mối quan hệ lâu dài? Sư có thể chia sẻ với tụi con được không ạ? Một mối quan hệ lâu dài trên cái nền tảng của sự thay đổi. Cái này khó. Tại vì tâm ý của con người là nó luôn luôn vô thường, nó luôn luôn thay đổi. Mà cho nên cái người mà mình hôm nay mình thương, ngày mai có thể mình không thương nữa. Và ngày nay mình có thể mình nghĩa là không có nàng, không có chàng thì mình sẽ chết luôn. Nhưng mà trên thực tế thì hình như không phải vậy. Là câu hỏi của Bảo Ngọc là làm thế nào trên một cái nền tảng thay đổi liên tục về tâm ý như vậy mà mình có thể xây dựng một mối liên hệ, một mối quan hệ bền vững. Thì Đức Hạnh nghĩ bền vững nổi không? Con nghĩ là chắc không bền vững nổi, nhưng mà nó phải có cái gì, nó phải như một cái phao hay cái gì đó cho con bám vào. Con là con người thích, thí dụ như con thích đi con đường đó, con hay đi con đường đó, con ít có đi kiếm chỗ nào đi con đường lẹ hơn, con cũng ít đi. Tại cái tánh con như vậy, thành ra con ít có thích cái gì mà thay đổi quá nhiều. Thật sự ra nếu như mà mình muốn một cái mối quan hệ mà được lâu dài, bền vững trên một cái điều là luôn luôn thay đổi. Cuộc sống mà nó luôn luôn thay đổi mà mình cần một cái gì nó rất là bền thì cơ bộ mình sẽ không có. Điều này khẳng định luôn. Trong một cái thế giới của mọi điều cũng thay đổi, cái quy luật vô thường nó chi phối mọi cái. Nó mò chi phối từ nắng qua mưa, từ trẻ đến già. Nói chung là nó thay đổi mọi thứ. Thì Khiên không nghĩ rằng là mình có thể giữ được một cái gì đó bền vững. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình bi quan, mà chỉ cần là vậy thì trên cái nền tảng của sự vô thường luôn luôn thay đổi đó, mình sẽ chọn một cái sự vô thường theo điều thuận. Tức là vô thường nhưng mà ta theo chiều hướng thượng, tức là nó hướng lên trên, nó hướng đến những cái gì đó rất là tốt, và nó hướng đến những cái gì đó cao thượng hơn và lâu bền. Thì cũng là vô thường, nhưng hôm nay chẳng hạn như vô thường nè, hôm nay mình thương cái mai mình ghét, cái mốt cái ghét vừa vừa, cái mốt ghét nhiều, cái mốt ghét quá trời, cái mốt thù, thì cái đó là vô thường. Nó cũng biến đổi vậy, nhưng mà nó biến đổi theo chiều xấu. Thì bây giờ mình sẽ vô thường, hôm nay thì mình quyết định đặt một cái mối quan hệ tốt, thì ngày mai mình vun bồi chút một chút quan hệ tốt. Mốt cứ như vậy mà vun bồi một chút tình thương, một chút niềm tin, một chút quan tâm, một chút chăm sóc,
tất cả mấy cái đó thì mình sẽ có được một cái mối quan hệ tốt đẹp được dựa trên nền tảng của vô thường. Nhưng vô thường theo chiều thiện và vô thường theo điều hướng thượng thì mối quan hệ của mình mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn theo cái quy luật vô thường. Thì muốn làm được điều này cũng có khi mình tin tưởng người khác, mình đặt trọn niềm tin vào người mình thương, nhưng mà người đó phản bội, thì cái niềm tin của mình cũng như tình thương mình đặt là mình bị tổn thương. Và khi mình bị tổn thương thì mình nghĩ mình đặt lộn chỗ, và khi mình đặt lộn chỗ cái mình họ phản bội thì bắt đầu là một là mình bất ngờ, hai là mình lúng túng không biết phải xử lý cái trường hợp này sao đó, phải không? Thì trong trường hợp mà niềm tin của mình bị phản bội, có cái này có đó, thì là mình sẽ thứ nhất bình tĩnh trở lại, thứ hai là mình khi bình tĩnh đủ, thương yêu đủ thì mình nói chuyện. Đời nó có hai chữ tha thứ, nó có thêm một chữ nữa là bao dung. Khi tha thứ được, bao dung được, đời không có ai là thánh đâu. Lỗi thì người này không phạm lỗi này thì cũng sẽ phạm lỗi khác. Cho nên khi mà mình hiểu được đủ và bắt đầu mình thương đủ, quan tâm đủ, mình sẽ dìu người kia đi trong cái con đường, cùng với nhau đi con đường thiện. Thì một lần tha thứ, hai lần, ba tha thứ, ba lần tha thứ, ba lần thôi. Lần thứ tư mà chứng nào tật nấy mà người quen đừng cũ đó, à, thì thôi đừng ai nấy đi, thì cái chuyện đó là mình đã làm hết tâm, hết sức, hết mức tin tưởng rồi. Chứ còn nếu mà mình không hành xử một cách bình tĩnh, đầy tình thương, đầy bao dung, mà mình chỉ là một lần đập mà đồ dơ thì một lần chặt chân á, thì chắc thiên hạ này không còn chân để đi. Thành ra là kết luận lại, trong một cái mối quan hệ mà nó luôn luôn thay đổi mà mình lại muốn nó trên cái nền tảng của hạnh, của kêu bằng là lâu bền, trên một cái mối quan hệ lâu bền, trên cái nền của sự biến đổi, thì mình chỉ có một cách duy nhất là biến chuyển trên căn bản của điều thiện, thì bạn sẽ, cái mối quan hệ đó sẽ được bình an. Và con thích cái sự tha thứ. Và cái sự tha thứ như là sư vừa chia sẻ, thì nếu mà mình không có cái lòng bao dung và tha thứ cho nhau để mà cùng nhau, nếu mình còn muốn giữ cái mối quan hệ đó để mà cùng nhau mình khôi phục lại cái niềm tin đã mất hoặc là những cái rạn nứt đã có xảy ra, thì chắc chắn là nó sẽ đi theo cái chiều hướng đổ vỡ thôi ạ. Nhưng mà cái quy luật tâm lý nó còn nữa. Đó là nhiều khi mình, vì mình đã bị tổn thương cho nên khi mình bắt đầu mình tha thứ, nhiều khi á, cái trí thì tha thứ còn cái tâm thì nó không có tha. Dạ đúng rồi. Thành ra là cái này thì nó phải sử dụng cái từ hỷ xả đó. Nghĩa là lần bao nhiêu lâu nay mình nói về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Tức là mình lần này mình áp dụng luôn với cái bốn cái yếu tố là từ bi, hỷ xả. Từ bi là cho người và cũng có cho mình, và hỷ xả là chắc chắn cho mình đó. Là bởi vì khi mà mình xả thì mới bao dung được, hỷ thì mới tha thứ được. Và khi mà mình tha thứ thì mình sẽ nhìn một cái quy luật tâm lý là tôi đang tha thật về hay là lý trí thôi. Nhiều khi lý trí và tình cảm hai cái nó khác nhau. Thành ra là lý trí thì thôi học tha thứ bao dung, tập tha thứ bao dung để cho tâm tư nhẹ nhõm. Nhưng mà một mặt khác thì nó cứ là tha thì bề mặt lý trí tha, bề trong thì nó cứ ấm ức, nó cứ hậm hực. Và rồi một ngày nào đó khi mà cái ấm ức hậm hực đó mà nó trào lên khỏi cái kiểm soát của lý trí thì mối quan hệ đó lại trở nên là bao nhiêu như kể như Tào Tháo kể gì đó. Thì gọi như quan hệ đó đổ vỡ. Thành ra sự mà tha thứ là phải xa tha thứ chân thành từ trong tâm đã được xả bỏ. Tại vì người Mỹ họ có cái câu là I forgive nhưng mà I don't forget. Tôi tha thứ mà tôi không có quên. Thành ra nếu mà mình thật lòng tha thứ, cái làm sao mình quên hết suy? Nghĩa là mình quên, nghĩa là mình quên, mình tha thứ. Còn không hiểu cái đó, tại vì mình không thật sự đâu có quên. Nhưng thật mà mình nghĩ tới mình không có nghĩ với cái lòng hận thù, thì làm sao mình quên được cái gì mình đã xảy ra?
Đúng, quên á thì tha thứ là chuyện mình bỏ qua. Dạ. Đó, để cho mình cùng với nhau đi trên một cái con đường mới tốt đẹp hơn. Dạ. Tại vì gặm nhấm một cái lỗi lầm của quá khứ, người cũng khổ mà mình cũng khổ. Cho nên á là thì khi mà mình tha thứ, mà mình chân thành tha thứ đó, thì mình sẽ thấy bỏ qua, bỏ qua. Dạ. Mình bỏ qua thì mình sẽ đi tiếp những cái bước tốt hơn. Còn nếu mà mình gọi là mình cứ ghim lại và quên, quên nó có một cái là cố tình là mình ấp ủ nó lại. Yeah. Tức là mình bỏ không nổi, chứ không phải là ai mà muốn ấp ủ một nỗi đau. Yeah. Nhưng mà mình bỏ không nổi, nhưng mà mình ngồi sau ngồi tính toán hết trơn rồi, sống thiếu anh cũng không được, con thiếu cha cũng không được. Thôi bây giờ thôi, cho qua đi. Rồi thì nó sẽ đến cái bức là chai lì cảm xúc. Yeah. Giữa vợ chồng mà trong cái mối quan hệ không truyền thông được, mà không quên được đó, mà nó kêu bằng là phải vì mình ấy. Yeah. Thì nó sẽ bị đến cái trạng thái chai lì cảm xúc. Yeah. Và trong trường hợp vậy thì bạn không phải là người tha thứ, mà bạn đang kìm nén. Yeah. Bạn đang nén, và cuối cùng bạn nén, mà nén cái đó nó thành một cái khối thuốc nổ đủ chặt rồi đó. Yeah. Nó mà bung lên đó là nó nổ hết, chết hết mọi cái mối quan hệ tốt của mình. Yeah. Thành ra là đã tha thứ thì nhận diện rồi cho qua. Nếu mà có nhớ thì nhớ từ bỏ từ từ. Mà khi mỗi khi nó nhớ lên, tại vì cái người mà mình tha đó, nhiều khi họ lại vô tình làm gợi lại đúng cái đó. Thành ra là mình cứ ngồi mình ấm ức hậm hực là gì à? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thì trong trường hợp vậy thì bạn cần phải nhìn lại thật sự mình có tha thứ thật không. Hay là mình chỉ nén, gọi là cho qua mà rồi để đó, đến giờ phút đó cứ gọi là gợi dậy thì như mới. Trong trường hợp vậy thì mình làm khổ mình, khổ người thôi. Dạ, và con thấy trên thực tế cái chuyện là giữa lý trí và trái tim nó đi theo hai con đường khác nhau, và nó hoạt động theo hai cái cơ chế hoàn toàn khác nhau, là điều đó rất rất thường gặp. Tụi con đi học Phật Pháp, hoặc là đọc kinh Phật, hoặc là được nghe quý sư cô giảng, hoặc ở nhà nghe cha mẹ dạy, cũng biết đó là điều thiện nên làm, cũng biết rằng điều đó nên cần có thể xả bỏ, cái đầu nó quất theo cái kiểu đó. Nhưng mà trái tim nó khác ạ. Trái tim không, anh làm tổn thương tôi, chị làm tổn thương tôi, bạn làm tổn thương tôi, thì những cái tổn thương đó hả, nhẹ nhất con cũng nói là give me time to heal, tức là cho tôi thời gian để mà có thể hồi phục lại. Mà trong cái thời gian mà tôi hồi phục lại là đừng có đụng á nha, đụng vô là nó nổ ra đó. Thì con thấy là nó có cái sự khác biệt nhau như vậy rất là nhiều. Bởi vậy mới nói đến sự thực tập. Yeah. Tại vì cái mình nói mình buông xả. Yeah. Mình tha thứ, mình bao dung, không có nghĩa là mình nói là mình làm được. Nó cần phải có một sự thực tập liên tục trong tâm mình. Nó cần phải có một cái sự, nghĩa là mình đấu tranh trong tâm ý. Yeah. Và mình phải đấu tranh trong tâm ý thì nó mới có một cái chiến thắng. Yeah. Mình chiến thắng những cái tư tưởng xấu, tư tưởng bi quan. Yeah. Thì mình sẽ vươn lên được cái tầm của tư tưởng tốt, tư tưởng lạc quan. Yeah. Còn nếu mà bây giờ mình cứ ngồi mình có thói quen rồi, từ lâu đến giờ là cái gì mà tổn thương là mình phản ứng. Mà nhiều khi mình phản ứng trật lắc và mình cũng phản ứng. Là cái của người mà mình thực tập đó, đó là mình chịu ngừng lại để mình thấy được là không có nên hành xử khi chưa bình tĩnh. Và khi mà sư nói là hãy cẩn thận, cứ theo dõi hơi thở thôi, đừng nói những cái gì khi cơn giận còn đang trấn ngự trong tâm mình. Mình phải điều phục được thì lúc đó mình hãy nói, bởi vì lúc mà mình nóng giận mà mình nói thì cái lời nói của mình nó sẽ có cái khuynh hướng là ác. Mình nói những cái lời làm sao cho người ta, lời nói cay độc, lời nói chẳng hạn như bình thường mình rất là nhẹ nhàng ngọt ngào, như vợ chồng anh em đàng hoàng lắm, đến lúc mà nổi cáu lên cái mày tao. Yeah. Rồi cái bên kia mà nghe mày tao thì chưa từng nghe bao giờ, khựng lại một chút. Rồi sau đó là nếu mà mình bị sốc với những cái từ mà nó mang cái tính gọi là hơi dữ một chút. Yeah. Xíu đó, tự nhiên là mình cứ bị tổn thương dần lên, rồi mình mà sự tổn thương đó là sẽ, rồi mình sẽ phản ứng theo sự buồn bã, rồi sự tức giận, rồi sự ấm ức. Tất cả mấy cái đó nó sẽ làm cho cái mối quan hệ của mình trong lúc nóng giận trở nên xấu đi sau đó.
Và thường thì trong những cái hoàn cảnh nó không được thuận lợi như ý mình muốn, mình gặp những người không có được thân thiện đối với mình, hoặc là mình gặp những người tự nhiên chưa làm gì hết họ đã không thích mình, thì sư có thể cho tụi con biết là có thể giải thích rõ hơn, vì hồi đó giờ con vẫn hay hiểu lầm là làm sao mình biết khi mình đối diện với một cái người đó, đó là cái duyên là mình gặp cái người đó rồi đó, nhưng mà với những cái hành động không dễ thương của họ đối với mình, thì cái cách mình phản ứng lại là cái nhân do đời sống ngày hôm nay mình làm ra, hay là đây là cái quả mà mình đã gây ra từ trước rồi bây giờ cái người đó tới đây để mà đòi cái món nợ đó đối với mình. Tức là món nợ này, mình chưa làm gì người ta kiếm chuyện với mình. Rồi đó, yeah. Yeah. Thì cái mà suy nghĩ đó là mình gặp người ta là một cái duyên, yeah. Nếu không có duyên không bao giờ gặp nhau, không có nợ cũng không ra cuộc đời này, yeah. Thành ra nếu có duyên gặp gỡ rồi có nợ mới sống chung. Thì bây giờ nợ mà sống chung là nợ ân tình là và nợ oan nghiệt, rồi mấy cái nợ đó, yeah, tính sau. Còn bây giờ mình với họ có cái duyên nè, là gặp gỡ, yeah, và cũng có cái nắp nợ là nợ oan ân oán á, là bởi vì tôi chưa làm giờ chị hết mà chị đã ghét rồi, mà ghét cay ghét đắng nữa. Thì là trong trường hợp vậy mình biết đó là một cái gọi là oán, một cái gọi là oan gia đối đầu á, yeah. Mà khi trường hợp mà oan gia đối đầu là con sẽ hỏi là vậy thì bây giờ người ta là cái nhân, yeah, hay là mình là cái nhân, yeah. Nhân ghét à, lúc đó thì tự vì người mình chưa làm gì mà người ta đã có phản ứng với mình trước á, thì con thấy là con, nếu con phản ứng lại á, là con là cái nhân đó, yeah. Nghĩa là mình gặp gỡ người ta để, yeah, cho oan gia gặp nhau, yeah. Đó là cái duyên, cái duyên mà bởi với cái duyên mà, yeah, cũng là nhân duyên đi, đời, yeah, trước mình với họ bây giờ gặp nhau. Thì khi mà vì cái duyên đó, cái duyên mà oan trái mà họ đẩy mình gặp lại người oan gia này, yeah, thì cái đó là cái nhân quá khứ, yeah. Thành ra nhưng mà cái này chắc có lẽ phải thêm một thời lượng dài hơn, yeah. Chứ còn bây giờ mình nói nữa hết giờ, yeah. Và quý khán giả thân mến, cùng với sự chia sẻ của ni sư trong chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa được nhắc tới về bốn chữ rất là quen thuộc mà mình đã nói chuyện với nhau: từ, bi, hỷ và xả. Nếu như tứ vô lượng tâm quý vị đã nghe nhiều lần để chuyển hóa cái tâm của mình, thì ngày hôm nay một lần nữa và trong suốt những cái chương trình sắp tới, quý vị sẽ được nghe lại từ, bi, hỷ, xả, và với một cái áp dụng mới của nó vào cái sự chuyển hóa những cái oan nghiệp trong cái đời sống hàng ngày của mình, để làm cho nó trở thành những cái thiện duyên và làm cho cái cuộc sống của mình, đối với tất cả mọi người, đối với tất cả những mối quan hệ đều được như ý và tốt đẹp. Và xin thay mặt tất cả những người làm chương trình, chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được an lạc, thân tâm luôn được nhẹ khỏe, mỗi ngày đều là một ngày vui của quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.